Sau gần 2 ngày xét xử, chiều ngày 14 tháng 4, Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã tuyên bị cáo Phạm Văn Cung, 40 tuổi, ngụ Vĩnh Long, pháp danh Thích Phước Ngọc, cựu trụ trì chùa Phước Quang, huyện Tam Bình, mức án tù chung thân. Nguyễn Tuấn Sĩ, 54 tuổi, hành nghề xe ôm, 3 năm tù, cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hai bị cáo trên bị cáo buộc dùng nhiều thủ đoạn lừa đảo 4 người phụ nữ, số tiền gần 68 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo Cung là chủ mưu. Tại phiên xét xử, Cung từ chối luật sư bào chữa cho mình, đồng thời thừa nhận hành vi như cáo trạng cáo buộc. Bị cáo này cũng khai rằng do nợ nần nên thực hiện hành vi lừa đảo để lấy tiền trả nợ. Hội đồng xét xử nhận định bị cáo Cung có tình tiết tăng nặng do phạm tội nhiều lần, nhưng được xem xét giảm nhẹ là do thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, người thân có nộp một phần tiền khắc phục. Còn bị cáo Sĩ thành khẩn khai báo đã khắc phục hậu quả và có vai trò đồng phạm nhưng không đáng kể nên được xem xét giảm nhẹ. Trừ các khoản tiền đã khắc phục, bị cáo Cung có trách nhiệm trả lại cho 4 bị hại hơn 60 tỷ đồng. Cơ quan tố tụng đã kê biên một số tài sản của bị cáo Cung để thực hiện việc khắc phục hậu quả. Lỗi là còn tập 100% lỗi do bị cáo đã vẽ dời một cái kịch bản phi sự thật để cho là bị cáo Sĩ là một cái người chất phác hiền lành, một người nông phu, một cái người chạy theo trong vai khách. Chả biết có chuyện gì về pháp lực, cũng chả biết cái đó là cái câu chuyện mà bị cáo đánh lừa